chào quý vị, xin chào đại gia đình yêu thích trồng cây. Xin chào quý vị yêu thích cây sân thượng, rau sạch. Các bạn xem nè, đó cây của mình nè. Ôi ôi, cây rất là đẹp luôn. Cây này là cây linh sam lá to nha bạn nha. Trời ơi, nó đẹp, đẹp quá trời đẹp ha. Cái bông dễ thương quá ha. Rồi đây cây lựu bạn ơi. Lựu đang rất là nhiều trái luôn. Đó. Rất là nhiều trái, đẹp quá trời đẹp luôn nè. Cây mận nè. Mận cũng rất là nhiều trái nè. Đó. Mận trái nhiều lắm luôn. Nhưng mà nó yếu quá, nó không đủ sức, nó rụng một số trái, nó rụng. Nho nè bạn ơi. Bạn thấy nho không? Wow. À. Đây là nho kẹo nè. Quá trời đẹp luôn. Cây của mình chăm sóc là rất là mượt mà và đẹp. Đó. Rồi. Thì một trong những cái yếu tố mà các bạn đang hỏi tôi rất là nhiều là làm sao để chăm sóc cho cái cây nó đẹp mà nó mướt mát. Thì là một trong những cái yếu tố đó là chúng ta sử dụng nước vo gạo nha anh chị. Thì ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái nước vo gạo như thế nào để đạt được cái hiệu quả. Đó, các bạn xem nè. Rau sạch của mình nè. Đó. Rau nè, trời ơi nó mướt mát, nó đẹp gì đâu. Đây nè bạn ơi, rau sạch nè, quay đây cho các bạn xem nè. Tía tô nè. Rau nè. Ôi, rất là đẹp. Và đây là nước vo gạo nè bạn ơi. Đó, đây là nước vo gạo mình vừa mới ủ xong, trong vòng 3-4 ngày là đem ra sử dụng được. Nước vo gạo rất là thơm luôn, nó không có mùi hôi nha. Các bạn ủ mà các bạn không biết ủ nước vo gạo á, thì nó sẽ bị hôi, thối. Do đó ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ủ nước vo gạo như thế. Đây là bạn ơi, cái việc đầu tiên đó là ta pha nước vo gạo nha. Cái nước vo gạo đã được ngâm ủ á, thì một nước vo gạo pha với 3 nước sạch. Một nước vo gạo pha với 3 nước sạch bạn nha. Rồi, đây bạn ơi, nước vo gạo đây là sau khi mình pha nè, mình pha cho nó loãng ra nha. Một nước vo gạo pha với 3 nước sạch. Đó, bây giờ mình tưới nè. Cách tưới nè, cứ đơn giản lắm, bạn cứ tưới vào gốc cho cây thôi. Rau sạch, cây ăn trái, cây hoa hồng, tất cả các loại cây hoa đều sử dụng được. Đây là rau nè, bạn thấy không? Mình tưới nước vo gạo nè, nó rất là sạch sẽ, an toàn. Mà cái cây nó cũng kháng bệnh được tốt cho bạn nha. Trong nước vo gạo nó có rất nhiều các chất, các chất như là B1 nè. Đó, các loại vitamin B, B1. Rồi các loại khoáng chất rất tốt cho cây trồng. Tất cả các loại cây bạn đều sử dụng được. Đó, thấy không? Cây sung Mỹ nè. Tất cả các loại cây đều sử dụng được bạn nha. Bạn cứ tưới cho nó 3 ngày, bạn tưới một lần, 3-4 ngày cứ tưới một lần nha. Rồi cái hành nè bạn ơi. Đó. 3-4 ngày bạn tưới một lần, xong rồi bạn tưới bằng nước sạch lại. Đây là cái cây linh sam của mình nè, mình tưới luôn cho linh sam nè. Tất cả các loại cây, cây ăn trái, cây hoa hồng đều tưới được. Đó. Đây là cây cây mận nè, đang trái quá trời trái luôn nè. Đó. Rồi cây nho nè, nho mình cũng tưới luôn. Cây nho nè, bạn thấy nho không? Nho đang trái nè. Nhưng mà khi mình tưới, đó, tưới cho nho luôn nè. Mình tưới nước vo gạo rồi không có nghĩa là mình chỉ sử dụng nước vo gạo không. Nước vo gạo với ngâm với lại cây trái cây á, là nó đem lại cái hiệu quả rất là tốt. Và chúng ta không có tốn tiền mua. Cái này là tự nhiên chúng ta có ở trong nhà, chúng ta làm. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nha. Đó, đây là cái cây nè. Cây rau sạch nè, mình tưới nè. Cây sung Mỹ nè. Tưới hết, tất cả các loại cây đều sử dụng được bạn nha. Đó, rất là nhiều cây. Cây ớt nè bạn ơi. Bạn thấy ớt không? Cái vườn mình hôm nay thì nó cũng đang chật chội, do đó là quay nó không được đẹp mấy. Đây nè, cây lựu này mình cũng tưới cho nó nè. Mình sử dụng nước vo gạo là mang tính chất là cứ 3-4 ngày mình dùng một lần. Rồi là mình vẫn phải sử dụng các loại phân bón khác như phân bò, phân trùng quế, phân dơi, phân dê. Chứ không phải là sử dụng nước vo gạo rồi là chúng ta không dùng các loại khác. Nước vo gạo thì mang tính chất là chúng ta bổ sung thôi nha. Rồi, cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video clip. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách làm như thế nào.
Đó, đây là nước kho gạo đó bạn ơi. Đó, bạn quậy, bạn kho gạo nè. Thì nước kho gạo thì gì? Người Việt của chúng ta ai ai ta cũng biết. Đó. Bạn vo gạo, bạn lấy cái nước đó xong bạn cứ đổ vào trong cái thùng này nè. Cứ đổ vào, ngày nào có bao nhiêu thì bạn đổ vào. Bạn cần có hai cái thùng để bạn ngâm ủ. À, đó, cái thùng màu tím là tôi đã ngâm ủ được mà mấy ngày nay rồi nè. Đó. Bạn cứ vo gạo xong bạn lại đổ vào trong cái thùng. Một cái thùng khoảng 20 lít nha, xong bạn đậy nắp lại. Đây bạn ơi, đây là nước vo gạo nè. Đó. Ngày hôm qua nay là vo được nhiều lần rồi, xong mình cứ đổ vào đây nha bạn nha. Đó, đổ vào. Rồi những cái vỏ trái cây đó, vỏ cam, vỏ quýt, vỏ bưởi, rồi là đó, chuối. Chuối thì những cái chuối mà hư hỏng thì bạn cắt cho nó nhỏ ra để cho nó nhanh. Đó, đổ vô. Vỏ thanh long nè. Đó. Cái này mình mới ngâm được có một ngày, hơn một ngày thôi. Còn bên đây nè, bên đây là mình ngâm được 4 5 ngày rồi nè. Đó, đã sử dụng rồi. Rất là thơm, không có bị hôi thối. Bạn đừng có bỏ những cái rau nha, rau với lại những cái gì xanh xanh lá là rau cải, rau đồ không bỏ vào đây, chỉ bỏ trái cây, vỏ trái cây vào và mình ngâm thì nó rất là thơm. Xong đâu đó bạn đậy nắp lại nha. Xong rồi bạn đậy nắp lại. Rồi. Đó, bạn lại đổ vào thùng tiếp nha, đổ vào thùng trắng. Cái thùng màu tím thì đã ngâm ủ 4 5 ngày rồi sử dụng. Thì bạn để ở nơi ít nắng, ở trong bóng mát, không để ngoài mưa ngoài nắng nha. Xong đâu đó bạn để ở gần cái bếp á, để bạn dễ dàng châm cái nước vo gạo vào và bạn sử dụng hàng ngày. Cứ hết thùng này thì bạn lại sử dụng cái thùng kia. Đó. Cứ trung bình một thùng là bạn sử dụng trong vòng một tuần lễ hết nha, hết sạch đi, xong bạn lại qua cái thùng khác bạn thay đổi. Đó. Thì xong rồi cái xác, những cái xác vỏ trái cây á, bạn chôn vào gốc cây cũng rất là tốt nha bạn nha. Đó. Bạn nha. Trong nước vo gạo nó có rất nhiều các chất, các chất như là B1 nè, đó, các loại vitamin B, B1, rồi các loại khoáng chất rất tốt cho cây trồng, tất cả các loại cây bạn đều sử dụng được. Đó, thấy không? Cây sung Mỹ nè. Tất cả các loại cây đều sử dụng được bạn nha. Bạn cứ tưới cho nó 3 ngày bạn tưới một lần, 3 4 ngày cứ tưới một lần nha. Rồi cái hành nè bạn ơi. Đó. 3 4 ngày bạn tưới một lần, xong rồi bạn tưới bằng nước sạch lại. Đây là cái cây linh sam của mình nè, mình tưới luôn cho linh sam nè. Tất cả các loại cây, cây ăn trái, cây hoa hồng đều tưới được. Đó. Đây là cây cây mận nè, đang trái quá trời trái luôn nè. Đó.